Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, kết luận rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc, đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục để không xảy ra vụ việc tương tự. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời có biện pháp tuyên truyền đến người dân xung quanh vùng xảy ra vụ cháy. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời có biện pháp tuyên truyền đến người dân xung quanh vùng xảy ra vụ cháy để ổn định tình hình đời sống kinh tế của người dân. Các nhà máy trên địa bàn cần đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, sự cố hỏa hoạn tại công ty Diana Việt Nam làm cháy một phần phân xưởng tại nhà máy đang xây dựng khoảng 11.000 m2. Tuy không có thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại ban đầu là 400 tỷ đồng, chủ yếu là sản phẩm đã hoàn thiện và một số máy móc thiết bị.